Tôi chưa từng thấy người thợ khóa nào như này, cả đời tạo ra vô số ổ khóa, để không ai có thể mở được nó. Sau khi người vợ qua đời, ông đích thân thiết kế 4 chiếc két sắt, lần lượt là Rigel, Valkyrie, Siegfried và Hoàng hôn của chư thần. Lão thợ khóa đã tự khóa chính mình vào một trong số 4 két sắt, dìm xuống đáy biển với nỗi thống khổ và đau buồn. Sau khi ông qua đời, 3 tác phẩm còn lại lần lượt được đưa vào ngân hàng, được xem là két an toàn cấp độ quốc gia. Ông ta cũng chính là thần tượng của Ludwig. Hôm đó, anh mở máy tính ra, có một lời mời anh tham dự cuộc thi mở khóa. Vì vậy, Ludwig háo hức đi tham dự cuộc thi. Sau khi anh đến địa điểm tổ chức, nơi đây đã đông nghịt người từ sớm. Các anh tài trong việc phá khóa đều ở đây. Sau một tiếng khẩu lệnh, cuộc thi bắt đầu, có người đã phá khóa rất nhanh. Rồi đến người thứ hai, người thứ ba, Ludwig còn đang mơ hồ. Giờ mới lấy lại tinh thần, anh nhẹ nhàng xoay nút vài vòng. Vậy là thành công qua ải tiếp theo. Màn sau độ khó tăng lên, anh chàng tóc dài áp tay vào két sắt. Ludwig là người theo sát phía sau. Cuối cùng đến vòng chung kết, độ khó phá khóa lại tăng một bậc nữa. Cánh cửa này gần như không thể có cách mở ra. Thời gian bắt đầu, anh tóc dài lại áp tay lên cánh cửa. Sau đó lấy ra ống nghe hỗ trợ, còn Ludwig bên này thì không nhúc nhích gì, còn quay sang khiêu khích đối phương. Thời gian chỉ còn lại 30 giây, Ludwig cuối cùng cũng ra tay. Anh đặt bàn tay lên ổ khóa, để có thể cảm nhận kết cấu bên trong. Ngay sau đó, thong thả xoay tay cầm và mở toang cánh cửa. Và thế là vị vua phá khóa vô địch đã ra đời. Trong tiếng hò reo rộn ràng của mọi người, ánh mắt của anh vô tình va phải một cô gái. Cô gái này đã làm thay đổi cả cuộc đời anh. Gwendoline từ nhỏ đã đi ăn cắp kiếm sống, 16 tuổi đánh cắp một chiếc ô tô, 18 tuổi đã đi cướp ngân hàng, trở thành tội phạm truy nã quốc tế. Gwen đã nhắm đến khả năng mở khóa của Ludwig, bèn mời anh gia nhập hội. Hôm sau, Ludwig đến nhà Gwen như đã hẹn. Người trong nhóm đều là những cao thủ, có nữ hacker đỉnh nhất quả đất, có thể dễ dàng phá hoại bất cứ hệ thống nào. Có anh chàng tốc độ với kỹ năng lái xe bậc thầy, anh có thể điều khiển bất kỳ loại xe nào, không ai là không hít khói xe anh. Hay là một chàng trai cơ bắp với cú đấm khủng khiếp, bao nhiêu kẻ địch cũng không phải đối thủ của anh. Một hội toàn các cao thủ thế này, tụ hội thành một đội siêu trộm vô cùng khét tiếng. Mục tiêu của bọn họ là chiếc két Rigel. Đây cũng chính là nơi khiến Ludwig cám dỗ. Chưa từng thấy bọn trộm nào kiêu ngạo như vậy, cướp đi 80 triệu của ngân hàng. Những vẫn hiên ngang rời đi như không, cùng xem họ làm thế nào nhé. Đây là chiếc két sắt có độ khó thứ 4 trên thế giới, nằm trong một ngân hàng tại Paris, Pháp. Cả băng nhóm muốn dọn sạch cái két. Trước tiên, Ludwig giả vờ buồn tẻ, đi vào nhà vệ sinh. Gwen đóng vai một quý cô giàu có, bước vào ngân hàng và tiện tay lấy chìa khóa của bảo vệ. Bước vào khu vực VIP, đăng ký gửi đồ, dụ quản lý bỏ đi. Sau đó, lẻn ra ngoài hội họp với Ludwig. Bước ra khỏi thang máy vào hầm két sắt, tuyệt tác nằm trước mặt Ludwig khiến anh vô cùng kinh ngạc. Anh lại gần vuốt ve từng họa tiết chạm khắc, cảm nhận mê lực của chiếc két Rigel. Chiếc két có 3 vòng khóa, được tổ hợp từ 430 triệu mật mã. Người thường không thể mở được nó. Đối mặt với thử thách như vậy, Ludwig không khỏi lo lắng một chút. Bàn tay run rẩy của anh chạm vào ổ khóa, tai trái áp sát nghe ngóng, cảm nhận kết cấu bên trong bằng trái tim, cảm nhận từng ma sát và đập của kim loại cùng với vòng xoay của bánh răng. Cánh cửa bự tổ chẳng được mở tung. Nhìn đống tiền giấy chất bên trong, hai người hốt đi 80 triệu, sau đó thong thả rời đi. Như vậy, chiếc két đầu tiên đã được mở. Nhanh như chớp, cảnh sát đã nhận được tin báo và nhắm được bọn họ. Qua điều tra, họ biết mục tiêu tiếp theo của nhóm là gì, chính là 3 chiếc két sắt tuyệt tác còn lại. Sau vài ngày nghỉ ngơi chơi bời, họ lên đường đến Praha, thủ đô Séc. Cảnh sát đã đón đầu, phục kích sẵn ở đây. Ludwig ăn vận chỉnh tề bước vào ngân hàng. Khi anh vượt qua kiểm tra an ninh, hacker Ruby đã thao túng toàn bộ. Chỉ vài màn múa phím, Ludwig và Gwen dễ dàng đến thang máy. Cánh cửa mở ra, một bảo vệ sừng sững trước mặt họ. Gwen không ngần ngại xông lên tấn công. Nhìn cô chiến đấu, Ludwig chỉ biết giúp bằng cách đá con dao ra xa tầm tay bảo vệ. Bảo vệ nhanh chóng bị hạ gục. Bọn họ đã đứng trước chiếc két tiếp theo. Ludwig chạm nhẹ lên Valkyrie. Sau đó, anh bắt đầu khởi động cho ấm người. Lần này anh đã quên đi vụ cướp hết sức là căng thẳng này. Đến khi Gwen phải thúc giục, Ludwig mới bắt đầu. Xong, lần này không suôn sẻ cho lắm. Khi anh phá được lớp khóa thứ 2, đã xảy ra sai sót. Tất cả các đĩa được thu về ngay lập tức. Đó là khả năng tự vệ của két nữ thần chiến tranh. Chỉ cần sai sót lần nữa thì sẽ vĩnh viễn không mở ra được. Đúng lúc đó, bảo vệ phát hiện ra sự bất thường qua camera, khiến cho Ruby phải khởi động kế hoạch B, cho chàng Brad cơ bắp vào cướp ngân hàng, dùng súng gây mê hạ gục bảo vệ, tạo ra sự hỗn loạn, để câu giờ cho hai người ở dưới. Ludwig bình tĩnh lại, tập trung cao độ lắng nghe, cuối cùng cũng mở ra được lớp khóa thứ 3. Hai người phấn khích ôm chầm lấy nhau, cầm tiền chuẩn bị trốn ra. Ron lái xe ra tiếp ứng cho họ. Gwen bước lên xe trước, đến lượt Ludwig bước lên, thì Brad lại đẩy anh ngã xuống. Nhóm tội phạm vừa cướp được 80 triệu. Ludwig vừa lên xe thì bị đồng bọn đẩy ngã xuống đường. Anh chẳng kịp nổi giận, nhìn thấy xe cảnh sát đang tới,
anh phải chạy thục mạng. Anh lấy cắp một chiếc xe đạp bên đường, rồi bắt đầu cuộc trốn chạy. Nhờ sự nhỏ gọn của chiếc xe đạp, anh dễ dàng lách qua hai xe cảnh sát, rồi tiếp tục chạy trốn. Xuyên qua một con hẻm dốc nhỏ xíu, cuối cùng leo lên tàu hỏa. Mới thoát khỏi cuộc rượt đuổi, anh vô cùng hưng phấn. Nhưng khi cảm giác đó qua đi, chỉ còn lại sự chua chát vô tận. Người đồng đội sát cánh bấy lâu, đến cuối cùng lại lạnh lùng bán đứng anh. Trong khi đó, cả nhóm thoát ra cũng cãi cọ nảy lửa. Gwen không hiểu hành động của Brad. Sau khi hai người tranh cãi, Gwen mở cửa sau của xe, rồi nhảy ra ngoài. Chỉ một lúc sau đó, Ruby cũng dừng xe bước xuống theo cô. Cô không muốn thành nạn nhân tiếp theo của sự phản bội. Hai người đến gặp Ludwig, giải thích ngọn ngành cho anh. Ludwig tha thứ cho họ, đồng thời quyết định hợp lực xử tiếp cái két thứ ba. Bọn họ âm thầm đến Thụy Điển. Chiếc két sắt nằm trong một sòng bạc, cảnh sát cũng đã sắp đặt quân phục kích tại đây. Quan sát ô tô khả nghi qua camera, kỹ thuật viên hack được bộ đàm của ba người, biết được giờ hành động của họ là 5 giờ sáng. Đến đúng 5 giờ sáng hôm sau, cảnh sát dẫn quân xông vào. Trước sự ghé thăm của cảnh sát, quản lý dường như không ngạc nhiên lắm. Cô nói hôm qua đã nhận được thông báo của cảnh sát, nên đã di chuyển chiếc két đi trước rồi. Cảnh sát nghe xong ngớ cả người, quay ngược lại 8 tiếng trước. Cả nhóm mạo danh cảnh sát, thông báo cho sòng bạc di chuyển chiếc két. Gwen và Ludwig là tài xế của chiếc xe vận chuyển. Do thời gian gấp rút, họ buộc phải phá khóa ngay trên xe. Ludwig đứng trước chiếc két khổng lồ, chìm đắm không lối thoát trong vẻ đẹp của nó. Độ khó lần này cực cao, tổng cộng có 5.000 tỷ tổ hợp mật mã. Ludwig ra khỏi cõi mê, bắt đầu phá khóa. Trong khi đó, Brad và Ron đã định vị được vị trí điện thoại của Gwen. Trong lúc chạy trốn, Ruby rơi vào lưới của cảnh sát, bị uy hiếp bởi cảnh sát. Cô buộc phải nói ra vị trí của Gwen. Ludwig chỉ còn lớp khóa cuối cùng nữa. Chiếc xe chạy đến một khúc cua gấp, lõi ổ khóa cuối cùng đã bị mắc kẹt. Anh dùng sức đập mạnh để cho chiếc móc được đẩy vào cái rãnh mở. Chiếc két sắt hạng 2 Siegfried đã được mở thành công. Khi hai người xuống xe để chạy trốn, Brad đã đuổi kịp họ tới đây. Hắn nổ súng vào Ludwig. Xong, khẩu súng mà Gwen để lại đã bị cô phá từ trước. Sau đó, Ludwig xông lên đấm cho Brad một cái, nhưng người bị đau lại là chính mình. Gwen trói hai người phản bội vào xe, rồi cô cùng Ludwig lái xe bỏ trốn. Cảnh sát cũng chỉ tóm được Brad. Gwen và Ludwig lái xe ra bến vịnh chuẩn bị lên cano. Cảnh sát cuối cùng vẫn đuổi kịp họ. Gwen đối đầu với cảnh sát, cô yêu cầu thả Ludwig ra, còn cô sẽ tự động đầu hàng. Cảnh sát đồng ý với điều kiện, và thế là Gwen đã bị cảnh sát bắt. Ludwig ra đi một mình. Anh nhìn hộ chiếu mà Gwen để lại, bao nhiêu hồi ức tràn ngập trong đầu. Một thời gian sau, một người đàn ông và một phụ nữ đến gặp anh, mời anh đi mở một chiếc két sắt, và chiếc két sắt này chính là hoàng hôn của chư thần, báu vật anh hằng mơ ước. Nhưng không lâu sau, cả thế giới bỗng rơi vào cảnh đổ nát hoang tàn.